Quý vị, xin giới thiệu tới quý vị khách mời đến với trường quay ngày hôm nay của chương trình là một nghệ sĩ nổi tiếng của nhà hát tuồng Việt Nam. Ông có nhiều đóng góp cho việc bảo tồn và phát triển cây kèn bầu. Nhiều người khán giả yêu mến đã gọi ông với nghệ danh thân thương là Khánh Kèn hay là Phù Thủy Kèn Bầu. Xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Ngọc Khánh. Xin được chào đón nghệ sĩ nhân dân Ngọc Khánh đến với chương trình Lời Tự Sự. Xin cảm ơn biên tập viên Thùy Linh, xin cảm ơn quý khán giả đang xem màn ảnh nhỏ. Tôi rất vinh hạnh được tham gia một cái chương trình và cũng rất là mong muốn có nhiều những cái chương trình như thế này để làm sao có thể mình thổ lộ hết được những cái mà tâm huyết của mình đối với cái nhạc cụ dân tộc. Con rất là vui được gặp nghệ sĩ nhân dân Ngọc Khánh trong chương trình Lời Tự Sự hôm nay. Và lúc nào cũng như thế ạ, thấy chú luôn luôn mang bên mình những người bạn đồng hành không thể thiếu trong hơn nửa thế kỷ qua. Đó là những cây kèn bầu này ạ. Vậy lời chào đầu tiên, rất là muốn chú Khánh có thể gửi tới khán giả bằng chính tiếng kèn của mình được không ạ? Đây nó là một cây kèn bầu, các cụ gọi là kèn bầu của Việt Nam. Trong cây kèn bầu này thì là chủ yếu sử dụng ở trong cái dàn nhạc của tuồng là chính. Thế nhưng mà với tôi thì tôi muốn là cái ngoài cái sử dụng ở trong cái dàn nhạc tuồng ra thì mình có thể chơi sang một các cái phong cách khác để mở mang và để có một cái vị trí của cái cây kèn bầu này nó có nhiều đất dụng võ hơn. Con mời chú có thể gửi tới khán giả những giai điệu đầu tiên luôn ạ. Ngoài cái tuồng là chúng ta có thể thổi được những cái thể loại dân ca. Và chúng ta có thể thổi tác phẩm đấy, hoặc là hòa tấu tác phẩm cùng với dàn nhạc. Tức là hiện nay trong quãng độ hơn 10 năm nay thì tôi cũng rất phấn khởi. Tức là rất là nhiều các nhạc sĩ đã mạnh dạn viết, tức là giữa âm nhạc dân tộc và đương đại. Thế thì cái cây kèn này nó mới có cái đất để cho nó làm. Và chắc chắn là trong chương trình Lời Tự Sự ngày hôm nay sẽ được nghe thêm rất nhiều những câu chuyện về sự say mê và tâm huyết của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Khánh dành tới cho nghệ thuật tuồng nói chung và cây kèn bầu nói riêng ạ. Và như thường lệ, mở đầu chương trình xin được gửi tới khách mời những câu hỏi nhanh đầu tiên để đến gần hơn với khán giả của chương trình ạ. Câu hỏi đầu tiên, niềm hạnh phúc lớn nhất của ông là gì? Ngoài cái chuyện gia đình ra, vừa trong cái chuyện làm nghề thôi, mình nói chuyện làm nghề. Thế thì là khi mình có được một tác phẩm, mình thổi được một bài hay, được khán giả đón nhận và được mọi người yêu mến, đến bản thân mình chơi cái nhạc cụ dân tộc đó, đấy là điều hạnh phúc nhất của một người nghệ sĩ. Bởi vì cái đấy nó là có sản phẩm, mà sản phẩm phải được mọi người đón nhận. Cái đấy là những cái mà nó sẽ tồn tại rất là lâu. Mà chính cái đấy là muộn những cái chí hướng để cho các nghệ sĩ phấn đấu. Ông có khi nào đặt cho mình những giới hạn trong sáng tạo âm nhạc? Về cái sáng tạo âm nhạc thì không bao giờ có giới hạn. Và mình lúc nào mình cũng muốn tìm ra được một cái gì mới mẻ. Để cái thứ nhất là để cho mình. Cái thứ hai nữa là để về sau này mình có thể tìm được các bạn trẻ học, mình trao lại cho các bạn. Gần đây nhất là chú đưa sự sáng tạo của cây kèn bầu vào trong tác phẩm nào ạ? Bài đầu tiên nhất là bài Em Là Hoa Pơ Lang của Đức Minh. Đấy, năm 1973 bắt đầu mình đang là học sinh của trường nghệ thuật sân khấu Việt Nam, là bắt đầu mình đã bắt đầu tìm để đưa nó vào đấy. Đầu tiên là bài Em Là Hoa Pơ Lang. Thế sau đó thì cách đây quãng độ gần 10 năm thì mình có làm một loạt các bài, trong đó là mình nhấn mạnh là cái bài Ngược Dòng Hương Giang của nhạc sĩ Đức Trịnh đấy, và bài Mưa Trên Phố Huế, Lời Ru Trên Nương
làng quan họ quê tôi, và ngồi tựa mạn thuyền, sợi nhớ sợi thương, miền Trung nhớ Bắc, và tổng cộng là 19 ca khúc mình đã đưa vào cây kèn này. Vâng, kể cả những ca khúc thuộc về tân nhạc hay là những ca khúc dân gian, và cả trong những cái chương trình trình diễn với cả dàn nhạc giao hưởng nữa. Vẫn có, bởi vì là mình muốn mở mang cái cây kèn này, nó không bó hẹp. Huy chương vàng tại hội thi tài năng diễn tấu nhạc cụ sân khấu dân tộc toàn quốc tại Đà Nẵng vào năm 1992 có ý nghĩa như thế nào đối với ông ạ? Đấy, nó là một cái mốc son của mình trong cuộc đời làm âm nhạc. Từ cái mốc son đấy, nó tạo cho mình một cái đà để phấn đấu.